Chào mừng các bạn quay trở lại với khoa học và khám phá. Các nhà thiên văn đã tạo ra bản đồ toàn diện nhất cho tất cả các vật chất tối trong vũ trụ từ trước đến nay. Công việc này không phải là một kỳ công dễ dàng, vì vật chất tối là vô hình. Tuy nhiên, các nhà khoa học biết rằng, người anh em họ là vật chất tối của vật chất thông thường, có tồn tại bởi vì lực hấp dẫn mạnh của nó có thể kéo toàn bộ thiên hà lại với nhau. Dựa trên những quan sát về ảnh hưởng của nó, các nhà thiên văn ước tính rằng vật chất tối chiếm 1/4 vũ trụ. Bản đồ mới là sản phẩm của nhiều năm làm việc của một nhóm 400 nhà khoa học từ 7 quốc gia, được gọi là Cơ quan Khảo sát Năng lượng Tối, viết tắt DES. Họ hướng kính viễn vọng Victor M. Blanco ở Chile lên bầu trời để quan sát hàng triệu thiên hà liên kết với nhau bởi vật chất tối. Sự phân bố của các thiên hà đó và cách thức ánh sáng từ chúng tới trái đất có thể thông báo cho các nhà thiên văn về lượng vật chất tối nằm giữa các thiên hà đó và hành tinh của chúng ta. Trong một loạt các nghiên cứu được công bố, nhóm nghiên cứu đã chỉ ra rằng vũ trụ bao gồm các cụm thiên hà khổng lồ trụm lại với nhau, những vùng mà vật chất tối cũng bị đóng gói dày đặc. Bản đồ của họ bao phủ khoảng 1/8 bầu trời khi nhìn từ trái đất, cũng ghi lại các mảng vũ trụ gần như không có vật chất tối và thiên hà. Những khu vực lộn xộn và trống trải này dường như được kết nối bởi khí giữa các vì sao trong một mạng vũ trụ. Theo Niall Refery, một nhà vũ trụ học tại Đại học College London, nói với Guardian, nó cho chúng ta thấy những phần mới của vũ trụ mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Chúng ta thực sự có thể nhìn thấy cấu trúc mạng vũ trụ này, bao gồm những cấu trúc khổng lồ, được gọi là khoảng trống vũ trụ, hay lỗ thủng vũ trụ, là những vùng có mật độ rất thấp của vũ trụ, nơi có rất ít thiên hà và ít vật chất hơn. Bức ảnh này cho thấy một phần của bản đồ mới, các khoảng trống có màu đen, trong khi các cụm thiên hà có màu cam sáng. Theo Jeffrey, những phát hiện mới cho thấy, lực hấp dẫn có thể không hoạt động theo cùng một cách trong những khoảng trống này, điều đó có nghĩa là các định luật vật lý tiêu chuẩn không được tuân thủ ở những khu vực này. Trong khi vật chất tối không thể quan sát được, thì lực mà nó tác động lên những thứ khác trong vũ trụ giúp các nhà khoa học phát hiện ra nó. Vật chất tối bẻ cong ánh sáng tới trái đất từ các thiên hà khác, giống như một chiếc kính vạn hoa. Vì vậy, bằng cách đo cường độ của sự biến dạng đó, các nhà thiên văn học có thể tính toán có bao nhiêu vật chất tối nằm giữa chúng ta và một thiên hà khác, và vật chất tối đó bị trộn lẫn với nhau như thế nào. Nếu ánh sáng của thiên hà bị bóp méo rất nhiều, điều đó cho thấy vật chất tối vô hình che khuất tầm nhìn của thiên hà đang bị tụ lại dày đặc. Vì vậy, Jeffrey và nhóm của ông đã xem xét ánh sáng từ hơn 226 triệu thiên hà đang bị bóp méo như thế nào. Họ đã sử dụng kính thiên văn để ghi lại hình ảnh của những thiên hà đó trong 345 đêm từ năm 2013 đến năm 2016, sau đó dựa vào một chương trình trí tuệ nhân tạo để chuyển những quan sát đó thành bản đồ chi tiết về vật chất tối của họ. Nhóm đã thu thập dữ liệu trong 413 đêm nữa trước khi cuộc khảo sát kết thúc vào năm 2019. Vì vậy, các nhà khoa học của DES dự định tạo ra một bản đồ vật chất tối thậm chí còn lớn hơn, chi tiết hơn, bằng cách sử dụng phần còn lại của các quan sát của họ. Bản đồ cho thấy, Einstein có thể đã sai. Theo thuyết tương đối của Albert Einstein, lực hấp dẫn lẽ ra phải khiến các khối vật chất trong vũ trụ tụ lại theo cách có thể dự đoán được sau vụ nổ Big Bang khoảng 13,8 tỷ năm trước. Nhưng theo Jeffrey, bản đồ DES cho thấy, lý thuyết của Einstein có thể đã bị bỏ sót ở một mức độ nào đó. Jeffrey cho biết, nếu bạn nhìn ra ngoài vũ trụ, vật chất không hề bị co cụm lại như mong đợi, có những gợi ý rằng nó mịn hơn. Điều này chưa được thật sự rõ ràng, nhưng nếu những gợi ý này là đúng, thì có thể có điều gì đó không ổn trong thuyết tương đối rộng của Einstein, một trong những trụ cột lớn của vật lý. Phát hiện cấu trúc trải dài 3,3 tỷ năm ánh sáng trong vũ trụ. Cấu trúc mang tên Giant Arc, hay còn gọi là vòm khổng lồ, bao gồm nhiều thiên hà, cụm thiên hà, khí ga và bụi. Nó nằm cách trái đất 9,2 tỷ năm ánh sáng. Theo Alexia Lopez, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành vũ trụ học ở Đại học Trung tâm Lancashire, Anh, phát hiện cấu trúc trong lúc lập bản đồ vật thể trên bầu trời đêm, dựa theo ánh sáng từ khoảng 120.000 chuẩn tinh, phần lõi sáng rực của những thiên hà, nơi hố đen siêu khối lượng tiêu thụ vật chất và phun ra năng lượng. Khi chuyển qua vật chất giữa chúng ta và chuẩn tinh, ánh sáng bị hấp thụ bởi nhiều yếu tố khác nhau, để lại dấu vết cung cấp nhiều thông tin quan trọng.
Cụ thể, Lopez sử dụng dấu vết từ nguyên tố Maze để xác định khoảng cách của khí ga và bụi, cũng như vị trí của vật chất trên bầu trời đêm. Theo cách này, chuẩn tinh đóng vai trò như đèn chiếu điểm trong gian phòng tối, làm nổi bật vật chất. Ở giữa bản đồ vũ trụ, cấu trúc xuất hiện rõ ràng, giống như một vòm lớn. Theo Roger Claus, người hướng dẫn của Lopez, gợi ý phân tích kỹ hơn để đảm bảo không có sai sót. Sau khi tiến hành hai kiểm tra số liệu khác nhau, các nhà nghiên cứu xác định khả năng cấu trúc Giant Arc không có thực, nhỏ hơn 0.0003%. Giant Arc lớn hơn các tập hợp khổng lồ khác như bức tường vĩ đại Sloan và bức tường Nam Cực. Việc những cấu trúc đồ sộ như vậy tập trung ở một số góc trong vũ trụ, hé lộ vật chất có thể không phân bố đồng đều. Hành tinh khổng lồ khiến các nhà khoa học bối rối. Các nhà thiên văn học phát hiện một hành tinh khí khổng lồ nặng bất thường và có quỹ đạo nằm rất xa ngôi sao chủ. Được đặt tên là YSCS-2b, hành tinh mới quay xung quanh ngôi sao trẻ TIC 89842-2451, hay YSCS-2, trong chòm sao Thương Răng, cách trái đất 360 năm ánh sáng. Nó nặng gấp 6,3 lần sao Mộc, hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời của chúng ta, và nằm cách ngôi sao của nó tới 115 đơn vị thiên văn, xấp xỉ 115 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Phát hiện này khiến các nhà khoa học bối rối, bởi khối lượng lớn của ISCS-2b và khoảng cách giữa nó và ngôi sao chủ không phù hợp với các mô hình phổ biến nhất về sự hình thành hành tinh khí khổng lồ. Theo tác giả chính Alexander Bohn từ Đại học Leiden của Hà Lan giải thích, nếu hành tinh hình thành ở vị trí hiện tại bằng phương pháp bồi tụ lõi, nó sẽ không có đủ vật chất để phát triển đến kích thước khổng lồ ở khoảng cách lớn như vậy so với ngôi sao. Nếu hành tinh được tạo ra bởi sự thiếu ổn định liên quan đến lực hấp dẫn trong đĩa hành tinh, nó cũng không đủ nặng. Khả năng thứ ba là YSCS-2b được hình thành gần ngôi sao bởi sự bồi tụ lõi và sau đó di chuyển ra phía ngoài. Nhưng cuộc di cư như vậy cần có tác động lực hấp dẫn của một hành tinh thứ hai mà nhóm nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy. Trong giai đoạn tiếp theo, Bohn cùng cộng sự muốn tiếp tục quét môi trường xung quanh YSCS-2 để tìm kiếm các ngoại hành tinh có khả năng tồn tại trong hệ thống này. Nhóm nghiên cứu cũng hy vọng những kính thiên văn tiên tiến hơn trong tương lai sẽ cho phép chụp ảnh YSCS-2b với độ phân giải tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!